truyền thống công an thưa anh chị, thì đang trong công đoạn là làm lễ như vậy. Để bao nhiêu trong một thi sản xuất
Cô chú anh chị mình cái video tiếp theo của trang của kênh thì của lời thì kênh cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã đồng hành trên kênh bấy lâu nay. Thì video của kênh mình đến đây cũng tạm gác lại nha cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình cái video tiếp theo của kênh. Thì của lời thì kênh cũng kính chúc cô chú anh chị mình một ngày mới thật nhiều sức khỏe và cùng tham khảo cái video về cái ngôi chùa Chu Linh Giá là khánh thành cái ngôi cái nhà ghe mới nha cô chú anh chị. Đây là toàn cảnh cái buổi lễ khánh thành cái nhà ghe mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như vậy cái video mình đến đây cũng tạm gác lại nha quý anh chị, và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình cái video tiếp theo của mình. Một lời chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Đây bữa nay chùa Chị Tâm Chá khánh thành ngôi giống như khánh thành chạy dân hoa mới á. Khánh thành chạy dân hoa mới. À, đây chùa Chị Tâm Chá. Bây giờ đây chúng làm chạy ghe mới cái này làm gì bác hả? Làm gì chuyện gì mà khánh thành chạy ghe không? Khánh thành chạy ghe mới khánh thành chạy ghe mới của chùa Chư Tâm Chá. Đây cái này chắc nghe lên ấy với chi lên giờ văn mới hả? Ăn bướm vui lắm bướm bật á. Đi chưa mày làm mày văn thằng mày đó đi làm bò thằng mày á. Ba thằng mày đi tầm ma mài ba trăng đã lắm ba chạy ghe để có rộng luôn bạn chạy ghe đó rộng ha à. Quá rộng luôn chạy ghe này này khánh thành chạy ghe ha khánh thành chạy ghe ngon cho tầm chắc chiếc này không thi đấu không. Nè mà lên vào văn mới nè. Hả? Nè. Phung Hoàng hả? Cái thi đấu bên kia. Giữa. Phung Hoàng nè, đây mài da chắc lên vào văn mới nè. Chắc lên vào văn đó luôn á. Lên vào văn cũ á. Hả? cái này Phung Hoàng Phung Hoàng Phung Hoàng lửa chắc lên bà văn theo cái bà văn hai chiếc kia bà văn truyền thống rồi à. Anh quay viên ngó em quay cho hoàn toàn ha đây bữa nay khánh thành chạy ghe ngó của chùa Chị Tâm Chá của chú bạn khánh thành chùa Chị Tâm Chá là khánh thành chạy ghe ngò mới này chiếc này chiếc cũ này chiếc Phung Hoàng nè đây cần câu nè cần câu đây có hình như là hai cây này mới nè hai cây này mới chưa xài nè chắc mới mua nè hai cây này mới mua nè dưới trên kia cũng mới mua luôn các bạn đó trên kia chắc cũng mới mua luôn đó đây đây mới luôn nè 4 cây 6 cây mới 6 cây mới nha cần câu ha 6 cây mới nè đó. Đây khánh thành chạy ghe các bạn ha
ăn bay. Bay mua đất bán đi. Cứ như mình hạ vào đúng đó, hạ thiện vào lế đó. Mà này đây, ngồi đất đó này. Thầy thuốc, thầy thoát nữa là nướng đó. Đây, đặt 16 chín thoát nướng á. Thoát rung nướng á. Đi à. Đặt mấy ngày nãy giờ là có 8 phút.